Wow, thời gian dành cho chương trình Đại Chiến Tà Hồng đã đến. Chúng ta bắt đầu thôi. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng chào đón nữ chính xinh đẹp của ngày hôm nay, đó là Phương Dung. Một tràng vỗ tay cho Phương Dung được không ạ? Đầu tiên là cảm ơn Phương Dung đã lựa chọn sân chơi Đại Chiến Tơ Hồng để trải nghiệm tình yêu của mình, và quan trọng là tìm một nửa yêu thương. Có rất nhiều lý do để các cô gái lựa chọn sân chơi này. Riêng với Phương Dung vì sao? Lời đầu tiên em xin phép được chào anh Phương Hiếu và quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Phương Dung, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, và em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Sinh viên năm 3. Được biết là bên cạnh là sinh viên năm 3, em còn rất là giỏi ở việc là mình đi làm thêm cái công việc phải cần sự tổ chức và sắp xếp rất là tốt, đó chính là làm tổ chức sự kiện, phải không? Còn thêm tài lẻ là diễn viên nữa. Ủa sao giỏi quá vậy? Dạ, chia sẻ một chút về công việc của em thì em sẽ làm chính ở mảng tổ chức sự kiện. Em thích là công việc này rất là phù hợp với em. Bởi vì bên cạnh chuyên ngành em học kinh tế khá là khô khan thì công việc tổ chức sự kiện nó mang lại cho em nhiều kỹ năng, cũng như là có thêm nhiều mối quan hệ trong ngành hơn. Và bên cạnh đó, cái lý do mà em bén duyên với ngành diễn là vì em đi làm sự kiện thì có một vài anh chị, không biết là lý do gì, chắc là thấy em phù hợp hay sao đó, thì mới giới thiệu em quay một vài phân cảnh. Thì em cũng thấy là mình khá là phù hợp với ngành diễn. Và đó là lý do vì sao mà em bén duyên tới ngày hôm nay ạ. Hay quá, vỗ tay. Có nghĩa là ở đây mình không có chọn diễn viên từ đầu đúng không? Mình chỉ làm tổ chức sự kiện thôi. Rồi giống như nghề chọn mình vậy. Cái mời cái mình làm tới giờ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, nói chung là về tuổi nghề thì chỉ cũng có 2 năm thôi. Nhưng mà em nghĩ là 2 năm đó em cũng học được rất là nhiều điều. Quan trọng không phải ở việc là mình làm nghề bao nhiêu năm, mà là trong bao nhiêu năm mình làm nghề mình học được cái gì. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ. Thật ra mà nói, các cô gái đến đây đều ít nhiều sẽ chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình chút xíu, để không chỉ là cho khán giả được thấu hiểu mình đâu, mà bên cạnh đó còn giúp cho khán giả tại trường quay nè ủng hộ tinh thần mình, và giúp cho các chàng trai đến đây được hiểu một phần về mình nữa. Mình có ngại chia sẻ câu chuyện tình yêu không? Dạ, nếu mà ngại chia sẻ câu chuyện tình yêu thì em đã không tới đây rồi. Chính xác ha. Hợp lý. Dạ. Và ngày hôm nay em tới với chương trình này, ngoài mục đích là giao lưu học hỏi thì em cũng muốn có thể tìm được một nửa tốt hơn cho chuyện tình của mình. Bởi vì em cũng có 2 mối tình và nó cũng kết thúc được hơn nửa năm rồi. À, hơn nửa năm thôi hả? Dạ, nói ra thì mọi người nghĩ đây là một khoảng thời gian khá là ngắn để quên đi một người, để mà có thể lên một chương trình nào đó mà ghi hình cho một chương trình về cặp đôi. Nhưng mà theo em nghĩ cái thời điểm mà em chọn kết thúc nó không có tính từ lúc đó, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được là mình đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sự cố xảy ra. Kết thúc một điều gì đó không có nghĩa là kết thúc hết. Và đó là lý do vì sao mà em tới chương trình ngày hôm nay. Em mong muốn là mình tìm được một nửa tốt hơn, phù hợp hơn và có cuộc sống hạnh phúc hơn. Wow, một tư duy rất là hiện đại thưa quý vị. Rất là ít những cô gái có sự dứt khoát khi mà nói về tình cảm của mình như vậy. Cái tư duy hiện đại này hy vọng là sẽ giúp em kiếm được rất là nhiều sự đồng cảm, cũng như là tạo thêm nhiều cảm hứng cho các bạn nữ ngoài kia. Thì cho anh hỏi nha, cái mong muốn người yêu lý tưởng của mình sẽ là gì? Dạ, mong muốn người yêu lý tưởng của em thì cũng không có gì nhiều đâu. Chỉ cần là đẹp trai một chút, cao hơn em một chút, với lại thấu hiểu hơn em là được ạ. Trời, không có gì nhiều hết hả em? Dạ. Trời ơi, đâu có gì nhiều, đẹp trai một chút, cao một chút, thấu hiểu. Do mà em lên đây đơn giản là em muốn tìm một người phù hợp, và nếu mà tốt hơn thì có thể gắn bó lâu dài. Hay quá. Tại vì sao chúng ta phải chờ người ta tìm mình? Dạ đúng rồi. Mà phụ nữ không được quyền tự do đi tìm kiếm cơ hội, thậm chí là tìm kiếm tình yêu cho mình. Không bàn cãi nữa, chúng ta chỉ còn thiếu đúng một tràng vỗ tay để chúc cho những ước nguyện của Phương Dung thành hiện thực. Điều thú vị tại sân chơi này thưa quý vị, bên cạnh sự xuất hiện của các chàng trai và cô gái độc thân, thì chúng tôi rất là vinh dự được chào đón sự hiện diện của quý vị phụ huynh, vì họ đã dành thời gian đường xá xa xôi đến đây để cùng đồng cảm, cùng chia sẻ, thậm chí là cùng định hướng cho con cái của mình, để xem ngày hôm nay hội đồng người thân của nhà gái gồm những ai. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón hội đồng người thân nhà gái. Dễ thương quá. Yeah.
Đầu tiên á, những tràng vỗ tay này là cổ vũ tinh thần cho gia đình. Tại vì nhà gái chia sẻ rằng đó là lần đầu tiên lên sóng truyền hình phải không mẹ? Đúng rồi. Hiếu chào mẹ và xin gửi lời lại cho mẹ giới thiệu đến khán giả nha. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào MC Phương Hiếu. Dạ. Tôi là Minh Tân, mẹ của cháu Phương Dung. Dạ. Lại đến với chương trình là muốn lựa chọn một chàng rể đúng ý. Rồi chàng rể luôn hả mẹ hả? Mình chốt là chọn rể luôn, chốt luôn đó mẹ ơi. Nhưng mà hỏi thật mẹ nha, em thì có tiêu chí lựa chọn bạn trai cho em, nhưng mà mẹ cũng có tiêu chí lựa chọn chàng rể đúng cho rồi. Con của mẹ. Vậy thì với mẹ những cái tiêu chí ví dụ như là sự nghiệp nè, vật chất nè, tài năng nè, hay là chung thủy nè, nhiều nhiều yếu tố khác nữa thì cái nào mẹ đặt lên hàng đầu? Đặt cái hàng đầu là cái yếu tố là thấu hiểu và chung thủy. Chung chứ thủy còn... rồi. Vì là vật chất thì nó không đánh giá tất cả, không quan trọng đúng. Lắm. Bởi vì dạ. là có tí tiến thủ thì sẽ có tất cả. Chính xác, coi chi tiến thủ là có tất cả. Dạ. Vật chất mình tạo được mà, phải không? Quan trọng là đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng cạn. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn mẹ, một trăm vỗ tay chào đón mẹ đến với chương trình. Mình sẽ làm quen với hai thành viên còn lại, mời em. Dạ, em là Minh Anh, em là đồng nghiệp với chị Dung mà. Đồng nghiệp hả? Dạ. Là em cũng làm bên tổ chức sự kiện luôn? Dạ không, em hiện tại đang là diễn viên tự do. Là bạn thân thì không biết là có hiểu về bạn của mình rõ không? Dạ. Đây trong tình yêu sẽ là một cô gái như thế nào? Chị Dung là một người dứt khoát, dứt mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Là cũng là một người mềm yếu. Đó, chính là cái anh đó. Thường qua chia sẻ của Dung có cái điều này nè, chúng ta dễ nhận thấy lắm. Một người mà hay tỏ ra vẻ bề ngoài của mình rắn rỏi dứt khoát thì bên trong chắc chắn phải có chỗ mềm yếu. Dạ cũng đúng một phần đó anh. Đúng một phần thôi hả? Tại vì nói chung là mạnh mẽ thì mạnh mẽ đó, nhưng mà em cũng là con gái. Đúng rồi. Cũng có những cái phút giây mà mình mềm cô yếu. Cô đơn trên sofa. Cô đơn thôi anh, không có trên sofa. Rồi dạ. Cảm ơn em. Chàng trai còn lại giới thiệu về mình nha. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Minh Cảnh. Em là anh họ của Dung. Dạ, dạ. Cái cô này trong công việc á, có quá cứng nhắc không? Hay là cái cô này trong tình yêu thì có quá thẳng thắn không? Dung có một tính cách rất là tốt trong công việc. Ai mà giao một công việc cho Dung á, Dung hoàn thành rất là tốt. Khi nào làm công việc đó, khi nào xong mới bạn mới ok. Còn trong tình yêu á, Dung thì ai mà quen được Dung á thì yêu hết mình. Phát hiện ra rồi, nghĩa là cái tính của cổ trong công việc cũng làm cái gì cũng làm tới cùng. Dạ đúng rồi. Cho nên khi bắt đầu yêu là cổ yêu tới cùng ngay từ giây phút đầu. Dạ đúng rồi. Cho nên cổ dễ bị sự cố. Dạ đúng. Thì đây chính là một cái trải nghiệm tuyệt vời tại Đại Chiến Tơ Hồng mà không có ở đâu có được. Tại vì có ai mà trong khoảng thời gian chỉ một tiếng đồng hồ thôi mà tìm hiểu được đến ba chàng trai đâu. Phải chưa? Cho nên hy vọng rằng chúc cả gia đình của mình đồng tâm hiệp lực để chúc cho em Dung ngày hôm nay tìm thấy một nửa yêu thương. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhà gái. Bây giờ mời nhà gái vào vị trí để bắt đầu chương trình thôi ạ. Xin mời. Thưa quý vị, nhà gái đã an tọa rồi và đang chờ diện kiến nhà trai. Hôm nay sẽ được bật mí nhẹ là nhà trai gồm có những người mẹ vô cùng thiện chiến. Chúng ta cùng xem những người mẹ và những cậu con trai họ là ai. Xin được chào đón đầu tiên mẹ Thúy, mẹ của con trai Gia Huy. Chúng ta cùng chờ đón tiếp theo, đó chính là mẹ Hương, mẹ của con trai Hoàng Phước. Và ở vị trí thiện chiến còn lại, chúng ta cùng chào đón mẹ Quế, mẹ của con trai Thành Vinh. Quyết liệt chưa? Chưa dĩ chân là quá sung thưa quý vị. Thưa quý vị, đầu tiên Phiếu phải thay mặt những người thực hiện chương trình Đại Chiến Tơ Hồng xin chân thành cảm ơn các mẹ đã dành thời gian đến tham dự chương trình cùng con trai của mình. Sự hiện diện của các mẹ là vô cùng quý giá. Với sự xuất hiện sang trọng, lộng lẫy và tuyệt vời như thế này, chắc chắn là hôm nay chúng ta thật sự là có một màn Đại Chiến Tơ Hồng thưa quý vị. Một điều thú vị nữa
đó chính là: thưa quý vị, vừa rồi chỉ có khán giả truyền hình và những người mẹ của nhà trai mới biết con trai của mình như thế nào, gồm diện mạo ra làm sao. Còn tại trường quay này, nhà gái cũng như cả Phương Hiếu và các bạn khán giả hoàn toàn chưa biết mặt những cậu con trai của ba người mẹ. Cho nên hy vọng rằng các mẹ sẽ thật sự quyết liệt để có thể giới thiệu về con trai mình trong vòng đầu tiên, để chúng ta chiếm ưu thế trước nhà gái, được không ạ? Dạ, cổ vũ cho các mẹ ạ. Thưa quý vị, chúng tôi đã sẵn sàng và hy vọng rằng từ giờ phút này trở đi, quý vị đừng bao giờ chuyển kênh HTV7 cả. Tại vì sao? Chúng ta sẽ ngay lập tức đến với vòng đầu tiên của chương trình mang tên Cục Cưng Hoàn Hảo. Thưa quý vị, ở vòng đầu tiên Cục Cưng Hoàn Hảo là một vòng thi hết sức hấp dẫn. Tại vì với những ai đã chưa biết về thông tin của từng chàng trai, việc mà chúng ta biết về thông tin của một ai đó, về công việc, về sở thích, cả về tính cách, thậm chí là về thành tích trong cuộc sống, chắc chắn là một profile để mình cùng tham khảo. Đúng chưa? Và ở vòng đầu tiên Cục Cưng Hoàn Hảo cũng vậy. Nội dung mà các mẹ nhà trai phải làm đó chính là có một thời gian nhất định để các mẹ lần lượt giới thiệu về con trai của mình, về những điều mình tự hào về con trai mình, để chứng minh cho mẹ nhà gái thấy rằng con trai của mình chính là cục cưng hoàn hảo trong nhà. Điều này quan trọng, tại vì sao? Sau khi lần lượt ba mẹ nhà trai giới thiệu về con trai của mình xong, thì mẹ nhà gái dựa vào những thông tin mình vừa chia sẻ để đưa ra một quyết định khó khăn ngay từ đầu chương trình. Đó chính là dừng cuộc chơi ngay với một nhà trai mà với những thông tin vừa rồi, mẹ nhà gái thấy rằng không phù hợp với con gái của mình. Dạ, cho nên hy vọng là mẹ nhà gái nghe kỹ ha. Và chúc cho ba mẹ nhà trai chúng ta hãy lựa chọn những thông tin nào mang lại những lợi thế cho con của mình, để được nhà gái đồng cảm, được không ạ? Cố gắng lên các mẹ nha. Dạ, một tràng pháo tay cổ vũ nữa ạ. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đã sẵn sàng rồi. Bây giờ để xem ở vị trí mẹ Thúy, mẹ của Gia Huy sẽ giới thiệu về con mình như thế nào, để chứng minh con mình là cục cưng hoàn hảo. Thời gian dành cho mẹ Thúy bắt đầu. Mẹ Thúy xin chào MC Phương Hiếu. Dạ. Chào họ nhà gái cùng tất cả mọi người. Tôi tên là Lê Thị Thúy, sinh năm 1962, là một cựu chiến binh. Và con trai tôi là Nguyễn Gia Huy, cháu sinh năm 2002. Và cháu có ngoại hình rất là điển trai. Trời ơi, chịu. Cháu cao 1m85. Đúng luôn. Đúng rồi đó. Đúng. Nặng 75kg. Dạ. Ngoại hình của cháu rất đẹp, mà khuôn mặt của cháu rất giống một diễn viên Hàn Quốc. Wow. Ôi. Và cháu đã tốt nghiệp trường đại học sân khấu điện ảnh. Chuẩn luôn. Và hiện giờ nghề nghiệp của cháu là một diễn viên và là một ca sĩ, kiêm là một nhà sáng tác nhạc và sáng tác những cái bản nhạc, những cái bài hát rất là hot. Bản thân cháu là một người đàn ông rất mẫu mực. Yeah. Mà sống rất có trách nhiệm với gia đình, với bản thân, và biết kính trên nhường dưới, mà rất chân thật. Cháu được thừa hưởng của hai vợ chồng tôi đều là cựu chiến binh, dạy dỗ cháu rất là ngoan. Gia đình tôi hiện giờ đang sống tại Hà Nội, kinh tế rất là ổn định, vững chắc. Mà bản thân gia đình tôi là muốn con trai tôi còn thành công hơn nữa. Tôi sẽ, khi con trai tôi mà có gia đình, có vợ, tôi sẽ đầu tư cho con trai tôi một khoản tiền lớn, đóng các bộ phim hay và sáng tác những cái bản nhạc, những cái bài hát thật hay để truyền cảm hứng đến cho tất cả đất nước Việt Nam mình, cũng như là ngoài thế giới. Yeah. Tôi rất mong họ nhà gái và cháu đây sẽ chọn con trai của cô. Sau này con có về làm dâu mẹ thì con trai cô rất là cưng chiều con. Mà cô cũng rất thương yêu con dâu của cô. Mẹ là một người phụ nữ rất là hiện đại. Yeah. Mẹ muốn con dâu mẹ cũng hiện đại như mẹ. Đẹp, vừa đẹp cho bản thân, đẹp cho bản thân mình, đẹp cho chồng mình và đẹp cho cả dạng xã hội. Tôi xin khẳng định con trai tôi là cục cưng và là hoàn hảo nhất của mẹ Lê Thị Thúy. Xin cảm ơn mọi người. Đỡ mà nó, đỡ mà nó.
Nhức nách anh. Nhức cái nách luôn á. 1m85, cân nặng 75 cân, là một chỉ số cân nặng lý tưởng. Đẹp người đẹp dáng nha. Tiếp theo bạn này tài năng là nhạc sĩ nữa, có những bài hit, có lượng fan hâm mộ nhất định nữa. Chắc là bạn này phải là một gương mặt quen thuộc với mình đây. Rồi bên cạnh đó bạn còn rất là hiếu kính với gia đình của mình. Nhà lại ở Hà Nội hả mẹ hả? Hà Nội. Dạ, đạt quá. Tuyệt vời. Lý tưởng nha. Mình chọn được không anh? Chọn luôn hả? Ừ cũng được em, để chương trình ao sóng sớm. Nói vậy chứ đúng là những thông tin này bất kỳ một cô gái nào nghe cũng cảm thấy ấn tượng khi nghe thông tin về mẹ giới thiệu như vậy. Còn mẹ nhà gái, mẹ Tân, mẹ thấy sao với thông tin chia sẻ vừa rồi của mẹ nhà số 1, đó chính là mẹ Thúy ạ? Mẹ Tân thì có cái nhận xét thế này. Vì là về cái tiêu chí mà bên nhà trai đưa ra đấy, thì mình thấy là có nhiều cái cũng rất là ưu điểm. Đấy, đạt cũng có nhiều cái phù hợp. Nhiều cái phù hợp với lại con gái mình, nếu nói về nghề nghiệp, về cái phát triển, về tương lai, về lại khác. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì gia đình tôi thì cũng không có đòi hỏi về cái lĩnh vực gọi là vật chất hay lại khác nhiều, mà muốn là cái sự đồng cảm cho con gái, chia sẻ với con gái công việc nhà, biết đâu là có nhiều cái ưu điểm như thế mà anh ta cũng lại bận bịu với rất nhiều công việc, nên liệu có thời gian đấy để mà lo cho bạn gái không, cho người yêu không đó. Cho tôi xin có ý kiến bên họ nhà gái. Tuy rằng con trai tôi thế nhưng mà nó rất biết sắp xếp thời gian, lúc nào nó cũng đặt cái tình cảm gia đình, tình cảm vợ con là trên hết, công việc chỉ là thứ hai. Cần thiết hai vợ chồng nó đi cùng làm với nhau, tôi rất là vô tư, không có vấn đề gì khác. Tôi chỉ mong hai con tôi là phát triển về nghề nghiệp, phát triển về mọi mặt, là người phụ nữ, là bây giờ là người phụ nữ là phải hiện đại nhá. Tôi chỉ mong hai con của tôi như thế, lúc nào tôi cũng ủng hộ các cháu. Dạ. Nên là chị cứ yên tâm nhá. Chị cứ yên tâm, chị trao gửi cháu cho tôi. Hồi nãy là nhất cái nách bên đây đúng không? Bây giờ là nhất luôn cái nách bên đây thì đã vậy trời, ở đâu ra mà bà già chồng tương lai mà ngon lành cành đào vậy trời. Thiệt luôn á. Sao ạ? Sẽ có nhiều mẹ chồng chiều con. Nghĩa là không chỉ có một người mẹ chồng đúng trong mơ này phải không mẹ? Đúng vậy. Chưa dĩ trơn là mẹ Quế Tiên Chiến rồi. Chưa đâu. Dạ. Thú vị phải chọn tay. Riêng với anh họ cũng như là với bạn thì hai em thấy như thế nào? Dạ. Con chào mẹ Thúy. Dạ. Thì cái profile của mẹ Thúy nói về con của mình thì rất là tốt, là vừa ngoại hình và vừa gia đình và vừa công việc rất là tốt. Vậy em hơi lo lắng xíu là với một cái profile rất là tốt như vậy á, là em nghĩ là rất là nhiều các bạn xung quanh, vệ tinh rất là xung quanh. Đúng rất là rồi. Nhiều. Còn bạn thì sao em gái? Em thì lại nghĩ khác. Tại vì chị Dung á là làm về nghệ thuật. Vừa làm diễn viên mà vừa làm bên sự kiện nữa. Đúng. Còn anh đây là làm ca sĩ nè, sáng tác nhạc nữa. Cho nên nếu mà gáp lại thì rất là hợp luôn. Rất là hợp luôn. Đúng rồi. Nếu mà về một nhà thì chắc là anh cũng sẽ thấu hiểu về sự bận rộn của chị được. Cũng sẽ thấu hiểu sự bận rộn của anh. Đúng. Đồng ý. Thậm chí nha, nếu mà Gia Huy sáng tác được bài hát nào hay mà Gia Huy hát thì nữ chính đóng MV. Đúng rồi. Đây chứ đâu nữa. Kiếm ở đâu được nữa. Chúc mừng cho mẹ Thúy với một màn thể hiện cực kỳ ấn tượng. Ngay bây giờ hãy nghe mẹ Hường giới thiệu về con trai Hoàng Phúc của mình. Xin mời. Mẹ Hường xin chào Hiếu ạ. Dạ. Và chào bên nhà gái ạ. Chào tất cả các khán giả ở đây ạ. Vỗ tay cổ vũ cho mẹ Hường. Mẹ Hường thì nói thật ra là mẹ Hường cũng không biết nói nhiều. Mẹ Hường là một người mẹ chồng. Chỉ nói chung là nói về con trai của mẹ Hường ấy thì dạ. Con trai của mẹ Hường thì cũng cao ráo, cũng đẹp trai đó, trắng trẻo. Dạ. Cao, chiều cao là 1m85, to luôn. Nặng cân thì 78 cân. Dạ. Còn là về con trai của mẹ, công việc thì nói chung là cũng ổn định. Nói làm ngày mới em mới được có 23 tuổi thôi. Dạ. Thì năm nay em mới đi nghĩa vụ về. Thì là em cũng có tham gia trong quân đội, là cũng có bắn tay súng, là cũng có được giải nhì. Ôi, bắn súng giải nhì. Về thể dục thể thao. Dạ. Thì em cũng chơi các môn về bóng rổ, bóng đá. Dạ. Rồi học võ. Ồ. Nói chung là những công việc đấy là
yêu nghề của em thôi. Dạ. Còn về em cũng làm bên ca sĩ. Tính cách của em thì hiền lành, ngoan. Được cái là công việc gia đình đi ra ngoài xã hội, nhưng mà về nhà công việc gia đình cũng chăm lo cho bố mẹ. Và nếu như mà có bạn gái thì cũng chăm sóc bạn gái. Yeah. Mà mẹ chồng ấy thì tất cả mọi thứ là mẹ chồng để cho con trai với con dâu lo hết. Hay gọi là công việc gì, các con làm gì mẹ không cần biết. Mẹ chỉ biết là các con là thương yêu nhau hàng ngày, là hạnh phúc. Rồi cho nên con trai của mẹ là con trai cục cưng hoàn hảo của mẹ. Mà trong khi đó con dâu về chắc chắn là con dâu cũng ngoan như con trai. Cũng thương mẹ mà mẹ cũng thương con dạ, dâu. Dạ đúng, bố tay cho mẹ Hường. Mẹ Hường chỉ biết nói thế thôi, hơn dạ. Mẹ Hường không nói được cảm đâu. Cảm ơn mẹ Hường. Thật ra mà nói trong những lúc cần thiết chỉ cần mình nói bao nhiêu đó là đủ. Quá nhiều lợi thế ở con trai mẹ Hường, chiều cao, lý tưởng cũng xem với gia đình số 1. Bên cạnh đó thì tướng tá ngoại hình body nặng hơn có vài ký thôi. Cũng là ngoại hình trong chỉ số cho phép, thậm chí là tướng tá rất đẹp đấy. Và bạn còn làm được rất là nhiều việc bên cạnh việc ca sĩ nè. Bạn còn chơi thể thao nè, rồi bạn còn bắn súng nè. Vậy thì thưa gia đình nhà gái, mẹ Tân cảm thấy như thế nào với những gì mẹ Hường vừa chia sẻ? Xin chào Hường bên nhà trai. Theo cái tiêu chí mà mẹ Hường đưa ra về con trai ấy, thì tôi thì nhận thấy rằng là về các cái môn thể thao thể lực lọ kia thì nói chung là thấy cũng cháu là cũng có nhiều cái năng khiếu, nhưng mà thực ra thì thấy cũng chưa được hợp với này theo như là cái tiêu chuẩn con gái của tôi đấy. Bởi vì là về cái nghề nghiệp của con gái thôi thì để nó có nhiều cái mà phải thấu hiểu này, rồi là đi lại giao tiếp bên ngoài về làm sự kiện đó, thì nhiều khi là không biết điều đó có thể là chia sẻ sợ không phù hợp với nhau đó. Bây giờ xin ngắt bên nhà gái nhá. Bên nhà trai này mẹ chồng này thì nói ít, nhưng mà nghĩa là con trai của mẹ chồng á là có khi là làm một tháng cũng 20 triệu, cũng lo được tất cả cho nếu như có con có vợ nhá, lo cả bên ngoại mà lo cả bên nội. Con trai của mẹ Hường là như thế. Còn anh họ, anh thấy sao? Dạ, xin chào cô. Hình như con nghe hình như là anh bạn hình như sinh năm 2003 hả cô? Đúng rồi. Dạ, hình như con thấy là bạn nó hơi trẻ, với là bạn nó đã mất thời gian đi nghĩa vụ hình như chắc cũng 2.5 năm rồi, hình như là mới ra trường là bạn đi luôn đúng không cô? Ừ. Thì con nghĩ thấy cái kinh nghiệm của bạn về tình trường đó cũng hơi ít, và kinh nghiệm sống ở ngoài tiếp xúc mọi ở ngoài con nghĩ là cũng hơi ít. Còn bạn hướng nội nữa, con thấy nghe cô kể hơi hướng nội, mà Dung ở đây thì nó hướng ngoại lắm cô, nó một người đó là hướng ngoại vui vẻ đó. Con sợ là hai bạn nó không có hợp với nhau so với những cái gì mà đó giờ Dung nó kể với con nghe về bạn cũ của nó. Ca sĩ đứng trước khán giả này nọ thì chắc không hướng nội đâu. Nghĩa là hướng cả nội lẫn ngoại. À, yeah, hướng cả nội lẫn ngoại. Chứ không phải là riêng hướng nội. Nghĩa là ví dụ như con dâu phải không? Con dâu có mẹ đẻ, bố mẹ đẻ là con dâu về nhà mình, thì con trai của nhà mình lại lo cả bên ngoại, ý là lo cả cho bố mẹ ngoại của con dâu á. Yeah. Mình nói nãy giờ ở đây để cho thấy rằng là cái công việc của em hiện tại thì vẫn chưa thấy rõ em đang làm việc nào là chính. Cho nên nhà gái đang còn lấn cấn chuyện đó thôi. Chứ không có gì cả, chứ thu nhập tháng 20 triệu cũng cao à. Nhà gái cứ tham khảo từ từ, tại vì sao mẹ Tân? Tại vì chúng ta còn một gia đình nữa vẫn chưa xuất chiêu. Gia đình sau này bật công tắc là dứt liền ra đó. Nãy giờ này nhìn là nôn dữ lắm rồi nè. Dạ. Dạ thưa, mẹ Quế, mẹ của Thành Vinh sẵn sàng chưa ạ? À? Sẵn sàng rồi. Nãy giờ mẹ ngồi nghe hai đối thủ kỳ phùng của mình đúng nói rồi. Thì mẹ cũng bực bội lắm đúng không? Sao lòng luôn. Sao lòng phải không? Ủng vỗ tay ủng hộ mẹ để mẹ nói nha. Một đầu tay cho mẹ Quế, mẹ của Thành Vinh. Bắt đầu. À. Xin chào Phương Hiếu. Dạ. MC của chương trình. Xin chào họ nhà gái. Xin chào. Xin chào tất cả khán giả trong phương trường. Tên tôi là Hương Quế, nhưng nickname của tôi là Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Còn Thành Vinh, con trai của tôi, cũng mang tên một cái thành phố Vinh. Đúng. Của Nghệ An. Cháu 20 tuổi. 20 tuổi đang đổi chiều theo gió, đang hồn nhiên và mơ mộng làm sao. Con trai tôi, nó rất là một con người cá tính. Cháu vừa học sinh là của trường đại học năm thứ 3, nhưng mà rất là kiên trì. Cháu vừa học, vừa làm, tham gia đóng 5 bộ phim.
Wow. Hiện nay cháu vẫn được các nhà trường khen thưởng về tinh thần học tập và đạo đức, sống rất là hòa đồng và thương cha thương mẹ vô cùng luôn. Yeah. Điều của cháu đang phân vân, vừa đóng được 5 bộ phim, nhưng mà ước mơ hoài bão của cháu là sau này sẽ đóng một bộ phim lớn nhất của thành phố, và cháu sẽ là người đạo diễn nếu mà tìm được một cô gái thuần tục nết na, cháu sẽ tuyển nó vào diễn viên chính. Và dù mặc dù ở một cương vị nào, tôi sẽ đầu tư cho cháu một bộ phim lớn để người yêu của nó đóng phim chính và nó là người đạo diễn. Con tôi trai tôi là cục cưng hoàn hảo nhất Thôi của tôi. Cho nên con dâu, con dâu một cô gái, lúc nãy mẹ nghe là con chỉ cần là đẹp trai, cao to và có một cái nghị lực phi thường thì con trai mẹ có thừa rồi đấy. Con nên chọn con trai mẹ. Mẹ sẽ chiều các con hết ý luôn. Tuyệt vời mẹ Quế. Một tràng vỗ tay cho mẹ Quế, mẹ của con trai Thành Vinh. Nhưng riêng với mẹ Tân và gia đình mình thấy sao? Thì với gia đình thì thấy cái tiêu chí như vậy của cháu bên nhà trai đó thì cũng có nhiều cái để phù hợp. Cái đó lại còn phụ thuộc nữa là giữa hai cháu á. À, đến rồi. Với nhau như thế nào ạ? Đó là mẹ phù hợp hay không? Còn là người mẹ thì nghe thì thấy nó đặt cũng rất là đấy. Có cảm tình với này nhà trai bên đó đó, nhưng mà còn để coi sao nữa. Còn để coi để cân nhắc. Mà để chọn thì nghe cả ba nhà thì thấy đều ba chàng trai đều rất là có nhiều ưu điểm. Rất là khó để mà lựa chọn đấy. Em thấy sao? Em thì lại nghĩ khác. Bạn khác. Dễ gì mà không có bạn gái trước đây được. Làm cho nghệ thuật đóng 5 bộ phim đó 5 mà. 5 bộ phim, thậm chí là giỏi giang, rồi đẹp trai, rồi ABCD, rồi hoàn hảo như mẹ chia sẻ. Thì chắc chắn là ba cái cậu này tôi nói thiệt ít nhất cũng phải có bản tình bắt vai. Bởi vì ở đây này, con yên tâm. Bởi vì mẹ nói là bây giờ bố mẹ già rồi, bố mẹ cần có một nàng dâu để có những đứa cháu nội ra đời để Nhưng mà nó bảo là mẹ cứ yên tâm, khi nào mà con nó là thành đạt lên một đạo diễn phim và người yêu con sẽ là một người, một diễn viên chính của bộ phim đó, thì lúc đó biết đâu con lại kết con ví dụ nha, lỡ như mà anh không lên thành đạo diễn phim á, rồi không lẽ chị Dung chỉ cứ chờ vậy hoài sao? Có mẹ đây, mẹ đúng sẽ đầu tư cho con lên. Phải vậy mới được. Mẹ phải cam kết. Mẹ cam kết với trường quay luôn. Dạ rồi. Một tràng vỗ tay. Thưa quý vị, thật là khó để cân đo đong đếm các gia đình với nhau, nhưng chỉ khó với những ai chưa có những tiêu chí ban đầu để lựa chọn mà thôi. Đúng riêng vậy. Với gia đình nhà gái và mẹ Tân đây, cũng như anh họ và người bạn, chắc chắn đã có tiêu chí từ đầu. Cần thêm thời gian để mình tính toán cho ra mẫu số cuối cùng. Vậy thì thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho nhà gái đã hết. Rất hồi hộp. Mẹ Tân hãy cho chương trình được biết gia đình nào là gia đình phải dừng cuộc chơi ngay lập tức. Xin mời mẹ Tân. Người mà chúng tôi quyết định chia tay ngay lúc này là... Rất hồi hộp, rất căng thẳng. Để xem quyết định cuối cùng như thế nào. Rất tiếc nếu mà gia đình nào chia tay ngay lúc này cũng đáng tiếc cả. Nhưng cuộc chơi phải có luật chơi và phải có người ra về. Vậy thì kết quả của mẹ Tân là... Gia đình của mẹ Quế, con Thành Vinh. Tôi xin hỏi tại sao? Tại sao lại chị lại từ chối con tôi ạ? À, vì là
thấy cháu là về cái tuổi ấy thì còn trẻ, quá trẻ, và hai nữa là chỉ là một đạo diễn đó. Mà suốt là phim ảnh mà trong khi đó thì con gái tôi ấy thì nó lại có nhiều cái hoạt động khác, nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế sợ là mà chỉ chờ đợi vào một cái đóng phim không ấy thì là không phù hợp với lại cháu với lại đó. Thứ nhất là nó sẽ là một đạo diễn đóng bộ phim đó, và người yêu của nó là diễn viên chính. Thế là đầy đủ cho một cái ước mơ của cháu rồi. Tại sao chị từ chối? Đó là cái ước mơ của con chị. Còn cái ước mơ của con tôi là nó còn có một số cái nguyện vọng khác nữa, chứ không chỉ riêng là theo cái nghiệp mà đóng phim mà. Bây giờ tôi hỏi chị, cháu nó lúc đầu tiên cháu nói là chỉ cần một chàng trai đẹp trai, cao giáo và có năng khiếu về nghệ thuật. Tôi thấy con tôi rất đạt và có khi còn đi xa hơn cả mong ước của con. Đó là cái sự đam mê, và nhất định cháu sẽ là chọn con tôi nhá. Con đâu lại dám cãi lời mẹ cha, nhưng bây giờ con cái nó sẽ đặt mình vào vị trí của chúng nó. Cho nên tôi đang chờ cái tin của con chị. Đang chờ tin của em luôn kìa. Vì mẹ chưa thể nhìn hết được cái tương lai của các con, chưa hiểu hết được ý nghĩa của cuộc sống và cái nghề nghiệp của các con. Dạ. Trước tiên thì con cảm ơn bác và với những chia sẻ của bác. Thực sự thì để loại đi một người rất là khó, nhưng mà con tin quyết định đó mẹ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn mẹ là người mà con chia sẻ nhiều nhất. Con xin phép được nghe theo mẹ. Con xin cảm ơn bác ạ. Vậy thì bây giờ quan trọng là để xem khi con trai của mẹ Quế Thanh Vinh xuất hiện tại đây thì có làm thay đổi quan điểm của nhà gái, đặc biệt là mẹ Tân và cả nữ chính của chúng ta là Phương Dung hay không. Mẹ Quế đồng ý không ạ? Đồng ý. Vậy thì quý vị đừng đi đâu xa, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay và mời quý vị gặp gỡ ngay con trai cưng của mẹ Quế quý vị nha. Thưa quý vị, đây là giờ phút chúng ta mong chờ để xem Thanh Vinh, con trai của mẹ Quế xuất hiện tại đây với diện mạo như thế nào. Cùng chào đón Thanh Vinh. Chào Thanh Vinh. Bây giờ anh cho Vinh gửi lời chào đến cho nhà gái nha, cũng như mẹ mình có giới thiệu cái gì thiếu sót về mình á, mình bổ sung thêm. Và quan trọng á, hồi nãy mình nghe lý do mà mẹ Tân nhà gái đã dừng cuộc chơi với mình rồi, đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ với lý do mà mẹ Tân dừng cuộc chơi với mình đó, mình có đồng thuận hay không đồng thuận điểm nào? Mời em. Là em xin chào anh Hiếu ấy. Xin chào nhà gái và mọi người. Sau khi thấy mọi người nói là em ít tuổi còn thiếu sót về tình cảm thì em nghĩ là chuyện tình cảm có thể bù đắp bằng thời gian được mà, không cần thiết phải có quá nhiều kinh nghiệm rồi. Em cũng hơi buồn khi mà nhà gái quyết định lại, nhưng mà không sao cả. Biết đâu em có thể gặp được bạn ở ngoài và làm quen được bạn thì mọi chuyện sẽ khác. Em mê diễn xuất hả? Dạ vâng ạ. Đóng được 5 bộ phim rồi. Dạ. Thú vị quá. Bây giờ Phương Dung coi con của mẹ như thế nào. Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang. Khi mà bạn xuất hiện tại đây thì em có cảm nhận như thế nào? Có thấy giống như là bạn còn trẻ con, rồi bạn còn thiếu kinh nghiệm yêu hay không? Rồi có đồng tình với lựa chọn của mẹ mình hay không? Dạ thì khi mà bạn xuất hiện thì em cảm thấy là bạn rất là năng động, chứng tỏ là bạn cũng có diễn xuất rất là nhiều. Nhưng mà nhìn ở góc độ khác thì em cũng thấy là có một chút gì đó còn hơi trẻ con. Cho nên là em cũng mong chờ một điều gì đó nó có thể bứt phá hơn nữa để mà thay đổi quyết định của em. Thì em vẫn giữ nguyên quyết định là mẹ thôi. Không biết là mẹ nghĩ như thế nào thì em không biết.
Dạ. Mẹ Tân ơi, mẹ thấy thế nào khi em xuất hiện tại đây? Cháu thì trông hình thức cũng rất là điển trai, dễ mến, nhưng mà cảm thấy có sự non nớt hơn nhiều. Vì nói đúng ra thì một chàng trai làm bạn trai của con gái tôi thì nó chưa được xứng tầm, mà hay là cảm thấy là bên đó thì phụ thuộc vào mẹ hơi bị nhiều. Yeah. À, chưa có sự quyết định đó, mà đây thì muốn có sự gọi là bứt phá hơn á, tự lực hơn á, phải tự làm được những cái gì mà mình ấy để tạo dựng cho bạn gái của mình, chứ còn theo cái chỉ đạo của mẹ mà ấy thì sợ là nó còn lâu mới khó được đạt được cái thành công mà như mong muốn đó. Dạ, đó. Cảm ơn mẹ Tân. Chúc cho em nhiều may mắn, cũng như chúc cho mẹ Quế nhiều sức khỏe và sớm có được nàng dâu ưng ý. Mẹ Quế chịu không ạ? Thôi được rồi, nếu như mà như vậy thì con không có gì phải băn khoăn. Con không thiếu gì là người, còn hơn thế nữa, con yên tâm nhé. Dạ, cảm ơn mẹ Quế và em đến với chương trình. Xin chào hai mẹ con ạ. Thưa quý vị, mình chúc mừng gia đình nhà gái thôi. Từ 3 gia đình, chúng ta có 2 gia đình xuất sắc nhất để đến với vòng tiếp theo mang tên Đại Chiến Tơ Hồng. Thưa quý vị, và đây là vòng quyết định mang tên Đại Chiến Tơ Hồng. Ở vòng này sẽ thú vị sẽ liên tục gia tăng thưa quý vị. Đầu tiên là sự xuất hiện lần lượt của hai cậu con trai của hai nhà trai. Chúng ta sẽ theo dõi được diện mạo, lời ăn tiếng nói, và đặc biệt là mỗi chàng trai sẽ có cho mình 1 phút 30 giây, trong đó 1 phút để dùng lời nói chia sẻ những sự chân thành dành cho Phương Dung. Tiếp theo là 30 giây không dùng lời nói nữa mà dùng một hành động chân thành để gửi đến cho nữ chính của chúng ta là Phương Dung. Sau khi hai cậu con trai thể hiện xong, các bạn sẽ quay trở về với mẹ của mình và trình đến một món báu vật đặc biệt. Món báu vật đó là gì? Chúng ta cùng chờ xem. Còn bây giờ, mọi sự chú ý đang hướng về trung tâm sân khấu để cùng chào đón Gia Huy, con của mẹ Thúy. Xin mời! Biết là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thế để tương sao. Ở bên nhau thôi không đúng đâu, dân chơi là phải chút. Còn anh chỉ muốn chậm thôi, không cần quá liều. U anh chưa muốn đâm đầu vậy đâu, anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù ba mẹ chờ mong em biết không, họ muốn có cháu bồng. Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới màu hồng. Em được không Cương? Cảm ơn Gia Huy đã xuất hiện với những lời hát thật là dễ thương như vậy. Quan trọng là đầu tiên, trước khi mình bắt đầu thực hành thử thách thì chúng ta cùng gửi lời chào đến nhà gái nha. Mời em. Dạ. Thì lời nói đầu tiên thì em xin chào anh MC và chào tất cả mọi người khán giả trong trường quay. Và con chào bên nhà gái ạ. Đúng là mẹ giới thiệu con có vẻ giống như Hàn Quốc thiệt ha. Hồi nãy phần giới thiệu của mẹ dành cho em có thiếu chỗ nào không? Em có cần bổ sung không? À, thật ra là không thiếu chỗ nào đâu ạ. Không thiếu chỗ nào luôn hả? Vâng. Thôi mẹ quá hiểu con cái luôn. Vậy thì còn chờ gì nữa? Để xem trong một phút đầu tiên Gia Huy sẽ tận dụng để nói những điều gì dành cho Phương Dung. Thời gian dành cho Gia Huy bắt đầu. Chào Dung nhá. Thì mình cũng biết được là bạn đang hoạt động ở trong nghệ thuật đúng không? Thì sẽ là nay đây mai đó đi sẽ rất là nhiều. Và theo như mình thấy vào lúc nãy thì mình thấy bạn chia sẻ ở ngoài, bạn rất là cứng rắn. Nhưng mà đâu đấy sâu trong con người của bạn mình thấy được có một cái sự gì đó rất là yếu đuối. Thật ra để mà nói như này thì bạn có tin vào tiếng sét ái tình đầu tiên không? Nếu như là mình của những năm trước đó thì mình tin tiếng sét ái tình. Còn với thời điểm hiện tại thì mình kiểu như là mình cũng bị mất niềm tin nhiều á, nên là mình vẫn tin vào hiện tại hơn. Thật ra ngày trước mình cũng như Dung, mình cũng bị mất niềm tin vào tiếng sét ái tình rất là nhiều. Nhưng mà thực sự cho đến cái lúc vừa rồi khi mà mình thấy Dung đầu tiên và nghe Dung chia sẻ thì mình đã bị
có một cái gì đó rung động trong con người của mình. Và hết giờ. Có một phút thôi à? À, một phút thôi à? Đúng rồi. Đó là quy định của chương trình. Em thì thường ăn cơm 2 bát nên là cho em xin thêm 1 phút nữa cho tròn đủ 2 phút. Vậy à, đợi chương trình sau em nhé. Thưa quý vị, 1 phút vừa trôi qua, Gia Huy đã tận dụng thì thầm những lời nói dễ thương. Còn bây giờ, 30 giây tiếp theo là hành động chứ không nói. Chọn một hành động dễ thương để gửi gắm đến cho Phương Dung. 30 giây bắt đầu. Thua rồi đó, chơi mình nhìn mắt nhau coi ai nhìn lâu là thua rồi đó. Không, em muốn bạn có thể cảm nhận được sâu trong đôi mắt của hay em quá. Bạn ấy lung linh như thế nào. Yeah. Hết giờ. Cảm ơn Gia Huy rất nhiều vì sự tự tin nè, chia sẻ cũng thẳng thắn mà chỉ có điều hơi nhỏ nha. Hy vọng đó là những điều tích cực và quan trọng là Phương Dung phải cảm nhận được. Thưa quý vị, chúng ta tạm chia tay với Gia Huy để gặp gỡ ngay với cậu con trai tiếp theo. Đó chính là Hoàng Phúc, con của mẹ Hường. Xin mời. Dòng trời quanh tháng ngày yêu nhau yêu đến vậy, mưa rơi ai cứ chạy mặt ai chờ ai vì nỗi hao gầy. Đời mình không có so lo, đời mình không tính toán so lo, em đừng lo. Mơ đi em ơi, sợ gì không với tới. Thanh xuân bao nhiêu mà hững hờ em ơi. Sống phải sống hết 60 năm của cuộc đời, để nhắm mắt xuôi tay tìm một chỗ người một nơi. Một đời giàu sang hay một đời danh vọng, một đời giàu sang hay một đời lưu lỏng. Với anh cuộc đời nhất định phải vẻ vang, chứ đừng như phù du, sớm nở tối tàn. Mơ chỉ giàu sang để lòng người thay đổi, nịnh bợ làm chi ta sống không quỳ gối. Ngày tháng chung chật để lòng người trần khinh, cứ vô tư đi em, sống theo cách của mình. Chờ mai hừng đông ta lại đón bình minh, để danh chánh ngôn thuận anh đón nàng về Vinh. Sống chọn một đời bên nhau không đơn tính, nói nhỏ nhau nghe, mình ơi ta thương mình giờ. Dễ thương quá. Chào Sơn, cậu ấn tượng nha. Hoàng Phúc, hồi nãy mẹ giới thiệu em là gì nhỉ? Em có thể giới thiệu lại về mình không? À, đính chính lại thì nãy mẹ em có nghe nhầm là anh trai. Nó anh trai của bạn nói là sinh 2003, nhưng mà thật sự là em 23 tuổi. Em sinh năm 2000. Là em hiện tại đang làm ca sĩ diễn viên tự do. Ca sĩ diễn viên tự do. Dạ. Yeah. Sinh năm 2000. Rồi, như vậy thì mình đính chính chút xíu để cho nhà gái hiểu hơn về mình. Dạ vâng. Ha, quan trọng là mình đã xuất hiện tự tin như vậy thì bây giờ mình tận dụng thời gian cho tốt. Chúng ta dạ. có một phút để chinh phục Dung đây nha. Dạ vâng. Một phút dành cho em, bắt đầu. À, mình tên Phúc, mình sinh năm 2000, hiện tại là mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hồi nãy mình có nghe bên nhà gái và nói là mình đang làm ca sĩ, có thể là không lo công việc, không lo, không chăm lo cho gia đình được. Và sợ là khi mà mình với bạn với nhau thì sẽ không được lâu. Thì cái này, thì mình vẫn chấp nhận ý kiến đó ở phía nhà gái và phía bạn suy nghĩ. Nhưng mà mình xin phủ định là một điều là đúng là công việc mình có thể là đi tới đi lui nhiều, có thể là đi xa vài ba ngày mới về một lần. Nhưng mà mình là một con người gọi là thiên về gia đình nhiều hơn là công việc. Có nghĩa là mình làm được công việc của mình, nhưng mà mình phải chăm lo cho gia đình mình được. Mình muốn nói cho phía cô bên nhà gái và bạn hiểu công việc của mình là như thế. Với lại mình là một người rất là kỷ luật, tại vì mình đã tự cho sống trong quân đội đi ra mà. Thì quân đội thì kỷ luật là sức mạnh. Thì mình vẫn, hồi đó giờ thì mình vẫn như vậy thôi. Mình từ lúc mình đi nghĩa vụ về tới bây giờ, mình vẫn giữ được cái tính kỷ luật đó. Và mình vẫn giữ được là cân đối giữa hai cái, là vừa lo cho gia đình và vừa lo cho công việc của mình được. Nên, hết giờ. Rồi, Phúc ơi, chúc mừng em đã vượt qua một phút đầu tiên ha. Tiếp theo mình có 30 giây để thể hiện hành động chứ không nói nữa. 30 giây, bắt đầu. Thank you.
Hết giờ. Rồi, mình có đầu tư cho sự nghiệp tương lai của mình nhiều chưa? À, hiện tại thì em vẫn đi hát bình thường, hát vậy như là phòng trà nè, show các sân khấu ở các trường. Rồi lâu lâu thì em có đi phim. Nói chung là mình còn mới, em cũng có dự định cho tương lai rồi, nhưng mà còn mới nên có tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa em mới dám bước vào thẳng. Từ từ đúng không? Dạ. Từ từ tích lũy kinh nghiệm đúng không? Dạ vâng. Ngay bây giờ, một ít phút nữa thôi thì hai chàng trai này sẽ quay về với bên người thân của mình, đó chính là hai người mẹ thân yêu, để trình hai món báu vật độc đáo. Đó là gì? Quý vị đừng đi đâu nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Thưa quý vị, chúng tôi quay trở lại và ngay lúc này đây là hai món báu vật đã được hai gia đình cầm sẵn trên tay. Đây là điều thú vị từ chương trình, tại vì thông qua món báu vật này chẳng những là một hiện vật mà còn gửi gắm trong đó những tâm tư, tình cảm và thông điệp mà nhà trai muốn mang đến cho nhà gái. Mẹ nhà gái sẵn sàng chưa ạ? À? Mẹ Tân? Sẵn sàng rồi ạ. Hội đồng nhà gái cùng sẵn sàng nha. Và thưa hai mẹ nhà trai, thưa mẹ Thúy, thưa mẹ Hường, theo quy định của chương trình thì Phương Hiếu được phép khám phá để mô tả cho nhà gái cùng đoán. Hai mẹ cho phép nha. Dạ, Hiếu đến nhà nào trước đây ạ? À? Đây. À dạ, rồi. Mẹ Thúy xung phong rồi, đến ngay mẹ Thúy. Dạ. Chắc là quan sát bằng mắt chúng ta dễ nhận thấy cái sự khác biệt giữa bên ngoài của hai món báu vật này. Phải không ạ? Một bên có cái độ nhấp nhô nhiều hơn, một bên thì có vẻ bằng phẳng hơn. Dạ, cho phép ạ. Một vật dụng rất cứng, hình chữ nhật nhưng mà bốn góc bo tròn, chứ bốn góc không có nhọn như là hình chữ nhật. Độ dày thì giống như là máy tính bảng chúng ta hay dùng cỡ đó. À, đó đó. Biết chưa, biết chưa, biết chưa? Đó đó, biết chưa? Một vật dụng rất quen thuộc mỗi người chúng ta không thể không có trong thời buổi công nghệ 4.0 hiện nay. Đó là smartphone. Cái gì ạ? Smartphone. Smartphone. Điện thoại. Không cũng nghĩ vậy. Cái gì ạ? Điện thoại. Để xem phải không ạ? Cầm chắc em trai nha. 1 2 3. Chính xác là một... Về gì nhờ? Hay là không phải, ở trong cái điện thoại nó mới quan trọng. Một vé máy bay online. Trước tiên xin phép mẹ của con dâu của tôi, hôm nay xong cái buổi ghi hình này, tôi muốn tặng con dâu tôi một tấm vé máy bay online. Sau chương trình này, ba mẹ con mình sẽ bay về Hà Nội là mái nhà thân yêu của gia đình nhà mình. Và là sau chương trình này đồng ý là bay liền hả mẹ? Đúng, bay liền. Oh yeah. Mẹ đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để giang tay đón con của mẹ bay về Hà Nội. Cái thứ hai, mẹ muốn các con là bay từ thành phố Hồ Chí Minh về thủ đô Hà Nội, là nơi mà bố mẹ và anh chị em ở ngoài đấy sẽ giang tay đón con dâu yêu quý của mẹ, có những cái kỷ niệm thật là đẹp của các con. Tôi đã chuẩn bị hết cho các cháu rồi. Dạ thưa mẹ Thúy, cho Hiếu hỏi thật nha, cái sự chuẩn bị này là khi gặp con dâu ở đây thấy hợp nhãn quá thì mình mới lên kế hoạch luôn hay là mình có từ trước ạ? Tôi cũng có một cái tư tưởng là có con dâu là tôi chuẩn bị luôn. Chuẩn bị sẵn luôn rồi. Chuẩn bị ngay, bắt đầu là con dâu tôi chấp nhận con trai tôi, cái bên nhà xui ra chấp nhận cái là tôi điện luôn. Xúc luôn. Xúc luôn. Con dâu tôi tuyệt vời. Đó là món bảo bối của gia đình. Đúng. Mẹ Thúy và con trai Giao Huy trình lên cho nhà gái. Bây giờ cho phép Phương Hiếu di chuyển vào vị trí của mẹ Hường nhá, mẹ Thúy nhá. Dạ, cảm ơn mẹ Thúy rất nhiều. Dạ. Mẹ Hường ơi, ở bên kia nãy giờ náo nhiệt quá. Cho Hiếu khám phá món bảo bối của mẹ nha, theo quy định chương trình. Cầm chắc nha em trai. Đây, cái chỗ đang vô cao mình đụng cái chỗ nhô trước. Dạ. Một vật dụng cứng,
cứng từ trên xuống dưới nha. Hình thù của nó rất là khó đoán. À, có rất là nhiều khía cạnh mà rất chắc, như một khối rất chắc luôn. Ấy da, rồi đổ máu, khó đoán lắm, cứng chắc. Một cái vật dụng gì? À rồi, giống như cái đồ mà chúng ta để đựng, cái thứ mà để chúng ta sau khi ăn cơm xong đó, mình làm cho răng mình nó sạch sẽ. Nó đó, mẹ biết là gì không mẹ tên? Hai em, em nghĩ là cái hộp đựng bàn chải ha. Hộp đựng bàn chải. Em nghĩ là tù. Cái tượng. Đồ mà tù ta tốt. Ừ. Đó là đây là xếp hình Lego nha. Vâng. Đúng không? Vâng. Xếp hình Lego, hình thuộc là hình gì nhỉ? Gấu. Chú gấu. Một chú gấu hình Lego. Mẹ mang món bảo bối này đến trình với nhà gái với thông điệp gì? Mời mẹ. Chào bên nhà gái ạ. Gia đình tôi cũng có con trai tôi với lại tôi có món quà để tặng con dâu. Con dâu tương lai. Có món quà này để con trai tôi cũng là một người rất chi là kiên trì, cố gắng để ráp được những ngàn mảnh ráp này để nó thành một cái con logo này, là để tặng cho con dâu. Giống như là hai con là về với nhau là vững chắc y như một một con logo này. Mong các con là về với nhau là coi như là thật là hạnh phúc. Con xin tiếp lời của mẹ con nhé. Không có giá trị về mặt vật chất, nhưng mà nó rất có giá trị về mặt tinh thần. Tại vì mỗi lần mà con áp lực hay là muốn giải tỏa một cái gì đó mà không thể giải tỏa được, không khi đó công việc, thí dụ áp lực công việc, gia đình, thì con kiên trì lắp những cái này để cho quên những cái áp lực đó, để con tiếp tục công việc của con. Và con quyết định đem lại tặng cho bạn vì là muốn bạn, trong con bạn cũng làm bên nghệ thuật thì còn ít nhiều gì cũng sẽ có gặp khó khăn, nhưng mà con cũng muốn là tặng món quà này, khi mà bạn nhìn thấy món quà này thì càng ngày bạn càng đi lên, giống như là những mảnh ghép ghép lại với nhau, và cuối cùng là một cái mảnh ghép hoàn chỉnh, là bạn sẽ thành công trong con đường của bạn. Em xin cảm ơn. Nó chứng tỏ sự bền bỉ và kiên trì. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng luôn rồi. Luôn vượt qua những trở ngại để từ đó chúng ta chạm tay tới thành công. Cảm ơn món bảo bối của hai gia đình. Thưa quý vị, thật ra quá rõ để chúng ta nhận thấy một bên là một chiếc vé để đến thẳng thủ đô Hà Nội gặp gỡ gia đình nhà trai. Một bên là một món bảo bối để tượng trưng cho tinh thần, cố gắng, bền bỉ và nỗ lực. Bên nào cũng có thông điệp cả. Quan trọng là thông điệp nào chạm đến gia đình nhà gái nhiều hơn. Điều đó Hà Hồi phân giải. Sau đây thưa quý vị, khi tạm biệt hai món bảo bối, chúng ta quay trở lại ngay với hai gia đình nhà trai để xem họ sẽ lập luận như thế nào để thuyết phục nhà gái vì sao nên chọn con trai của mình kết đôi với con gái của họ mà đừng chọn con trai của nhà đối thủ. Phần này là phần rất hấp dẫn, quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình quý vị nha. Thưa quý vị, chúng tôi đã quay trở lại để chuẩn bị mời quý vị cùng đến với phần rất hấp dẫn và quyết định ngày hôm nay. Rõ ràng, việc mà chúng ta tìm ra lợi thế hay là yếu thế của đối thủ thật sự không cần thiết trong cuộc sống bình thường. Nhưng nếu như đó là một cuộc cạnh tranh thì rất cần. Rõ ràng đây là một màn đại chiến tơ hồng thưa quý vị. Vì vậy, việc chúng ta nói ra được những điểm yếu mà đối thủ còn thiếu sót cũng là một điều thuận lợi để chúng ta có thể chứng minh với nhà gái rằng chúng ta nhìn xa trông rộng và có thể mang đến cho các con trẻ những sự đủ đầy trong cuộc sống tương lai. Vì vậy, ngay bây giờ xin mời hai nhà trai chúng ta cùng nhau đưa ra những quan điểm để thuyết phục nhà gái vì sao không nên chọn con trai của gia đình đối phương để cho phép kết đôi. Thời gian dành cho hai nhà trai cho phần đại chiến tơ hồng bắt đầu. Tôi xin có ý kiến nha. Tôi xin có ý kiến với họ nhà gái, với tất cả mọi người ở đây là
bên này họ nhà gái không nên chọn. Bởi vì là một, trình độ cháu mới học hết lớp 12. Cái thứ hai, kinh tế cũng chưa chắc, cũng không bằng gia đình nhà tôi. Là hai cái điểm đó. Còn bên con trai nhà tôi, bên gia đình nhà tôi có đầy đủ tất cả mọi điều kiện để đáp ứng cho con dâu nhà tôi. Nên là tôi khuyên nhà gái và con dâu tôi hãy chọn con trai của mẹ nha. Đấy, con trai của mẹ tuyệt vời, các bạn, gia đình nhà mẹ tuyệt vời. Cứ yên tâm, rất là có trách nhiệm với gia đình, với bản thân và với vợ con. Sau này con cứ yên tâm, những lời mẹ nói là những lời sự thật. Bởi vì mẹ cũng là một cựu chiến binh. Con nghe những lời mẹ nói, bà mẹ sẽ dạy dỗ các con như thế. Xin ghi nhận điều đó của mẹ. Nhưng cho phép gia đình của mẹ Hường phản biện lại những thông điệp vừa rồi, cũng như những quan điểm mà mẹ Thúy vừa gửi đến cho nhà trai là mẹ Hường. Vậy mẹ Hường thấy sao về những gì mà nhà trai bên đây vừa chia sẻ về gia đình của mẹ? Nói về kinh tế thì mẹ Hường thì cũng bình thường thôi. Thế nhưng mà con trai mẹ Hường rất chi là giỏi. Không cần phải kinh tế bố mẹ đưa ra mà con trai của mẹ vẫn tự vươn lên được từ hai bàn tay. Nên là các con, nếu con mà lấy con trai của mẹ, sau này cuộc đời của con sẽ vinh dự, rất chi là sung sướng. Chứ mẹ chỉ nói hơn kém không được nhiều, mà mẹ chỉ nói mức độ đấy thôi. Học vấn thì con trai của mẹ rất chi là cũng không được học cao, nhưng mà gọi là con trai của mẹ dù khó khăn từ bé cho đến lớn, bước từng bước đi lên, con của mẹ sẽ giải quyết được mọi thứ y như một cái con gấu đó. Con gấu, con trai của mẹ ghép từng mảnh ghép đó, từ nhỏ đến to, từ to đến bé. Gia đình bên này thì nói chung là kinh tế thì nếu so về bên gia đình này thì tất cả bố mẹ là lo cho hết. Đấy, con trai thì không phải suy nghĩ gì cả, nhưng mà con trai nhà mẹ Hường thì vất vả từ nhỏ. Con trai bên đấy có tiền thì là điểm mạnh, nhưng mà về cuộc sống sau này thì không biết là liệu có giống con trai nhà này không thì không biết. Nhưng con trai nhà mẹ này thì là coi như là tự vươn hai bàn tay lên. Nếu như gặp tôi thì tôi sẽ lấy cái người mà từ hai bàn tay trắng bước từ đi lên từng bước một. Còn nếu như bên này từ bố mẹ đưa từng đồng tiền ra, gọi là kinh tế bố mẹ lo hết, bố mẹ về già không làm được nữa, con trai không làm được thì con dâu sẽ khổ. Tôi phải khẳng định thời buổi nào cũng thế thôi. Có trình độ là có tất cả, có trình độ là có kiến thức là có công ăn việc làm rồi tiền này nọ. Con trai tôi được giáo dục trong một môi trường quân đội, học hành đến nơi đến chốn, là tất cả mọi thứ cháu là lúc bé thì bố mẹ phải lo cho các cháu, nhưng đến khi cháu bước chân vào đại học, bản thân cháu tự lo cho bản thân cháu, và đi là sau khi cháu ra trường thì cháu cũng lo được công ăn việc làm của cháu, tự cháu làm và tự cháu lo được cái cuộc sống của cháu ổn định. Bố mẹ không phải lo cho cháu, chỉ lo cho cháu lúc mà bé cháu đi học. Thì bố mẹ nào cũng phải lo cho con, ở đâu cũng vậy thôi. Tôi phải nói rằng con trai tôi là cực kỳ là số một. Bởi vì là này, trình độ văn hóa thấp không bao giờ. Ví dụ là học hết của lớp 12 thì làm sao mà giỏi mà làm đầy đủ mọi công việc trong ngoài xã hội. Chỉ nếu mà thế chỉ đi làm một công việc bình thường thôi và chỉ lo được cái bản thân, hoặc là cùng với vợ lo được cái bản thân cho mình, cuộc sống rất là vất vả. Thì con xin phản biện tiếp với lại cái lời của mẹ con. Tại vì mẹ con thì hay không có tranh luận với lại không có phản biện là một ý kiến của một người nào đó khác, tại vì mẹ con sợ mất lòng người khác lắm. Nhưng đối với con thì con xin phép cô, xin phép cô bên ấy. Thì con thiết nghĩ một điều nè, đúng là trình độ sẽ nói lên tất cả, nhưng mà trong thời đại hiện nay giữa trình độ với kinh nghiệm, người ta sẽ chọn kinh nghiệm nhiều hơn là trình độ cô. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là về mặt gọi là kinh tế, đồng ý là nhà cô có điều kiện, nhà cô có thể là cưới con dâu về lo. Nhưng mà cô thử suy nghĩ một lần thôi, là một ngày nào đó cô nhà gia đình cô khó khăn, trong khi đó con của cô đã quen sống sướng rồi, mà một ngày nào đó không có được sung sướng vậy nữa thì sẽ rơi vào tình trạng như thế nào. Cái thứ ba, cái này thô nhưng thật nha, người ta thường nói cái câu là có tiền là có tất cả.
mà tiền không là gì cả, nhưng mà thiếu tiền là mình không làm được gì hết. Cái đó là thôi thật, nhưng mà tiền không thể mua được tình yêu cho cô. Trong một cái gia đình khi mà hai vợ chồng từ dưới cái điểm gọi là vạch xuất phát đi lên với một hai bàn tay trắng, tới cái ngày đạt được điểm đích là hai vợ chồng đều hạnh phúc, còn hơn là gặp một người chồng giàu sang như vậy nhưng mà sẽ không hạnh phúc. Rất là nhiều trường hợp con hỏi có thấy trong thời đại 4.0 giờ là rất là nhiều cái trường hợp mà người đó giàu theo người đó, tới lúc đổ vỡ ra rồi quay dạ về với ba mẹ, mang thêm một cái tiếng nữa gọi là một chồng rồi, đã một đời chồng rồi. Con chị sẽ nói vậy thôi. Mời em phản biện thoải mái. Thì trước tiên thì em cũng muốn nói luôn là nãy giờ em thấy mọi người nói rất nhiều về hầu như là vật chất, nhưng mà bản thân của con sau khi mà con học xong hết cấp 3 thì con cũng đã tự đi làm, và hầu như con đã không nhiều lần mẹ con bảo là thôi nếu mà tháng ngày thiếu thì mẹ cho một ít, thì con hầu như con đều không lấy một đồng nào từ mẹ của con cả, và con đều tự làm bươn chải và con tự sống trong cái ngành này của con. Và đến tận bây giờ thì con có thể nói được là con đã tự đứng trên được đôi chân của mình rồi. Mọi tình cảm sẽ phụ thuộc vào bạn, tại vì tuy là vật chất khi hết nhưng mà tình cảm lúc mà khi yêu ấy, tìm được một người thấu hiểu cho mình, một người hiểu mình như thế nào, nó còn đáng giá gấp trăm lần hơn là vật chất. Tuy là vật chất bên con là không thiếu cái gì cả, ngay từ lúc đầu con gặp bạn ý thì con đã thấy được trong con người bạn ý đã có, ở trong quá khứ đã có những lần bị đổ vỡ, cũng đã có những nỗi đau, cũng đã có những vết sẹo mà cũng không thể nào mà kiểu mà xóa được. Thì con có thể khẳng định được một điều, ngày hôm nay con bước đến đây là để con khâu lại những vết thương từ quá khứ cho bạn ý. Con xin đấy. Rất hay. Mẹ Thúy hài lòng. Mẹ Thúy vỗ tay. Còn gì nữa để chúng ta phản biện nhau không ạ? Không biết mọi người ở trong trường quay có nhớ hay không, khi mà nãy là mẹ của Huy có giới thiệu là con mình là một ca sĩ, nhạc sĩ, viết rất là nhiều bài hát đang hot trên mạng xã hội. Nhưng mà tới hiện tại bây giờ là cái khoảng thời gian mà em đi làm nghề của em là khoảng nay cũng gần một năm rưỡi, gần 2 năm rồi. Tới hiện tại bây giờ em vẫn chưa biết Huy là ai. Mới gần đây em đã public một ca khúc của em lên trên nền tảng mạng xã hội cũng như là tất cả các nền tảng nhạc số khác. Ca khúc đấy của em tên là Tại Sao Em, và đấy là ca khúc trong một nhạc phim, và trong một bộ phim đấy em là người thủ vai chính ở trong đấy. Là có một bộ phim em đóng vai chính và em hát nhạc phim luôn. Vâng, đúng. Còn rồi, ca khúc nào khác hit hơn không? Thật ra em có nhiều ca khúc lắm, nhưng mà em sẽ để cho thời gian em sẽ public lên dần dần. Có những lần em viết xong em còn bán ca khúc đấy của em, và em còn cover lại nhạc nữa. Nhưng mà có trở thành hit chưa em? Thật ra để trở thành hit thì vào thời điểm này thì nó chưa. Tại vì với cái tầm vóc của em á, và với cái khả năng ăn nói cũng như tư duy của mình thì sớm muộn thôi. Mình cứ kiên trì ha. Tại vì nhạc viết nhiều bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần đúng một bài hit là hit. Cho nên việc của mình là cần tìm một bài hit thật hit để mình có thể trở thành ca sĩ và mang lại nhiều niềm vui hơn cho gia đình của mình nha. Còn gì nữa không ạ? Nãy giờ phản biện bạn cũng nhiều rồi, thì thôi thì dù bạn nữ có chọn em hay Hoa Huy gì cũng vậy, thì em luôn mong muốn hai bạn luôn thành công trong cái sự nghiệp của mình thôi. Cái người ta thường thường kêu là cái người thất bại là cái người không thành công, nhưng mà theo em á, cái người thất bại không phải là người không thành công, mà cái người thất bại là cái người không có sự kiên trì. Không có sự kiên trì cái thứ nhất, cái thứ hai là người thất bại là người đang dựa dẫm vào người khác như người thân mình. Và người thất bại là người không có tư duy và không có kinh nghiệm. Giống như Huy nói là bây giờ ra rất là nhiều bài, em nói hẳn như lúc đầu em ra, như lúc hồi nãy em ra để tiếp xúc với bạn nữ á, thì em có hát một bài, thì bài đó đồng ý là em viết hoàn thành luôn rồi, nhưng mà em không dám đăng. Tại vì mình chưa đủ cơ sở, mình chưa đủ kinh nghiệm, mình còn phải check out lại coi là mình có đủ khả năng để mình làm nhạc cái đó mình đăng lên hay không. Cái đó mới gọi là một cái gọi là cái tư duy sáng suốt của một người nghệ sĩ, một người ca sĩ. Nghĩa là anh xin lỗi, bài hồi nãy em hát là của em sáng tác luôn ạ? Dạ vâng. Cứ tưởng là cover lại một bài của ai đó, chứ không ngờ là của mình sáng tác. Xin chúc mừng em về điều đó. Dạ vâng, cảm ơn. Huy nghĩ sao về quan điểm mà bạn vừa nói? Thật ra thì cái quan điểm của em khác với cả bạn ý. Thì đối với cả một người nghệ sĩ, khi mà sản phẩm của mình chỉnh chu từng
chi tiết nhỏ một, mình chỉnh chu từng cái khi mà mình đăng lên ấy. Sẽ có hai trường hợp, một là đăng lên thì sẽ không có ai biết đến cả, và trường hợp thứ hai sẽ có người biết nhưng mà là một số lượng ít, nhưng mà dần dần mình cho mọi người thấy cái khả năng với cả sức kiên trì của mình nó đến đâu, và mình cho ra những cái sản phẩm nó chất lượng nhất, thì lúc đấy khán giả nó sẽ đón nhận mình một cách tự nhiên nhất có thể. Và em cũng có một cái thắc mắc là bạn ấy bảo em xin phép, anh ấy lớn tuổi hơn em, thì em xin phép là anh ra, anh bảo là anh là một ca sĩ và anh cũng có viết rồi, nhưng mà em vẫn chưa thấy sản phẩm nào của anh. Cũng như câu hỏi vừa nãy anh hỏi em là anh không biết đến em, nếu anh làm trong ca sĩ thì tại sao em lại không biết đến anh? Câu nói này rất là hay, cũng gọi như là phản biện lại em khi hồi nãy mà em phản biện bạn. Thì bạn không để ý, hồi nãy là mình cũng đã nói với anh Hiếu là một câu là có viết bài đó nhưng mà chưa dám đăng, tại vì chưa đủ kinh nghiệm để mình tung ra một cái sản phẩm đó, chứ không phải là đăng đại trà. Một cái bản nhạc mà mình đăng đại trà xong mình sáng tác bài đó, mình đăng đại trà rồi không có cái nào là hit của mình hết á. Là người ta xem đó giống như là chỉ nghe vui thôi, chứ không có dạng như là không có gọi là để đáng người ta để nghe. Mình kinh nghiệm mình chưa đủ để mình làm cái điều đó, mình phải cần tiếp thu kinh nghiệm hơn trong cuộc sống của mình rồi mình mới dám ra một cái bài nhạc như vậy. Kinh nghiệm ở đây là gì? Kinh nghiệm là những cái mà mình học hỏi, mà những cái bài học đấy mình học từ đâu ra? Là từ những cái thất bại của mình. Từ những cái thất bại đấy thì mình sẽ, mỗi thất bại đều sẽ có một cái bài học riêng, và mình phải nắm bắt từng cái bài học đấy để mình rút ra thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Em hay có một câu tự nhủ với cái bản thân mình là bây giờ hoặc là không bao giờ. Nếu như trong thời gian mà bây giờ em không bắt đầu mà em ra sản phẩm để mọi người nhận xét, để mọi người quan tâm, để mọi người bảo em là nên thay đổi hình ảnh như thế này, hay là nên thay đổi dòng nhạc này để cho nó phù hợp, thì em sẽ không bao giờ em biết là cái gu âm nhạc của em đối với mọi người như thế nào. Thay vì vào đó mình cứ đi, mình tìm kiếm, mình học hỏi, thì tại sao mình không tự lan xả ra đấy để cho tất cả mọi người cùng cho mình một ý kiến, để cho mình một cái bài học gì đấy để mình tiếp tục mình làm. Và đấy là nói về cái chuyên môn âm nhạc cả thế. Còn về thật ra không hẳn đó là chuyên môn âm nhạc đâu Huy. Mình phải phân biệt rõ giữa trải nghiệm và kinh nghiệm nha. Bạn trải nghiệm nhiều không có nghĩa bạn có kinh nghiệm. Bạn có kinh nghiệm là bạn đúc kết được từ những trải nghiệm, từ những thất bại đó, nó mới gọi là kinh nghiệm. Và cái người mà có kinh nghiệm làm một phát là ăn ngay. Còn cái người mà chỉ có trải nghiệm mà nhợt nhạt mà không có kinh nghiệm á, làm hoài à mà không có gặt hái được gì trơn trọi á. Anh rất là khuyến khích những người trẻ cứ trải nghiệm đi. Nhưng sau những trải nghiệm đó, sau những cái chưa thành công đó, mình đúc kết kinh nghiệm để mình làm tốt hơn những lần sau. Cho nên cái việc mà tại vì sao Hoàng Phúc bắt lỗi mình là tại vì hồi nãy mẹ giới thiệu em là nhạc sĩ nổi tiếng, có những bài hit, thì bạn dựa vào đó để bạn khai thác mà thôi, chứ bạn không có ý công kích gì cả. Nhưng em lại công kích ngược lại bạn ở cái việc là vì sao cũng chưa biết tên bạn, thì bạn thú nhận là bạn hát phong trà thôi mà, chứ bạn đâu có thú nhận là bạn là ca sĩ nổi tiếng gì đâu. Cho nên thôi, cả hai đều có đam mê riêng, có con đường riêng, cứ theo con đường của mình. Như vậy để thấy nhà gái nãy giờ nghe hết câu chuyện của hai gia đình, gia đình nào cũng nhiệt tâm hết á. Một gia đình chuẩn bị sẵn cả đường đi nước bước, thậm chí là rước nàng về dinh rồi. Và một gia đình thì bên cạnh cái sự cố gắng và nỗ lực để tạo nên một hình Lego như vậy, ghép từng mảnh nhỏ lại cho thấy cái định hướng và cả cái cảm hứng sống nữa. Quan trọng là mình chọn như thế nào thôi, mẹ ha. Vậy thì chắc chắn là gia đình của nhà gái rất cần thời gian để suy nghĩ, để đưa ra quyết định cuối cùng. Vậy thì thời gian hội ý dành cho nhà gái cuối cùng sẽ được bắt đầu. Thưa quý vị, thời gian đã hết. Thật ra không có khó chọn, tại vì hai gia đình là hai phong cách khác nhau hoàn toàn và hai tư duy khác nhau hoàn toàn. Chỉ là nhà gái bây giờ phải xem là mình ước lượng xem, mình dự đoán xem là con gái của mình sẽ phù hợp với bên nào để mình chọn thôi. Hoặc là mẹ muốn chọn cho em bên nào thì mẹ chọn. Vậy thì thời gian dành cho mẹ nhà gái
đưa ra quyết định. Sắp sửa bắt đầu. Cảm ơn hai chàng trai. Mời hai bạn vào trong để chuẩn bị chờ kết quả cuối cùng. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta cùng hồi hộp chờ xem quyết định của mẹ Tân như thế nào. Mời mẹ Tân đưa ra quyết định. Đâu là gia đình mẹ cho phép hẹn hò với con gái nhà mẹ? Xin mời. Người mà chúng tôi quyết định cho con gái tôi hẹn hò là... Gia đình mẹ Hường và con Hoàng Phúc là gia đình chúng tôi chọn. Yeah. Chúc mừng Hoàng Phúc, trời ơi thật lớn lên không ạ. Thưa quý vị, người giành chiến thắng qua sự lựa chọn của mẹ Tân đó chính là Hoàng Phúc, con trai của mẹ Hường, đã cho phép kết đôi với con gái của mình, đó chính là Phương Dung. Nhưng đây chỉ mới là lựa chọn của mẹ em mà thôi. Em mới là nhân vật chính, em sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng ngày hôm nay. Đây là điều mà chương trình mong muốn mang đến cho quý vị. Bên cạnh những sự tư vấn, sự định hướng hay là những chia sẻ trải nghiệm từ những người đi trước, thì chính sự quyết định và bản lĩnh của những người trẻ nó cũng đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng vào hạnh phúc chung. Ngay bây giờ, em chỉ cần làm một thao tác rất đơn giản. Sau khi anh Hiếu đếm 1, 2, 3, nếu như em đồng ý với lựa chọn của mẹ mình, hãy di chuyển lên vị trí của Hoàng Phúc, nắm tay anh ấy. Màn kết đôi ngày hôm nay thành công. Còn nếu như em vẫn chưa có sự đồng cảm và không rung động với chàng trai này, em hoàn toàn có quyền đứng tại chỗ, màn kết đôi không thành công. Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Cổ vũ. Một tràng vỗ tay thật lớn. Cố gắng lên Phương Dung nha. Bình tĩnh, tự tin. Đặt tay lên tim. Lắng nghe con tim mình. Sao căng thẳng vậy Phúc? Bình tĩnh lên chứ. Phải gửi những tín hiệu gì đó để cho người ta có thêm động lực. Chứ ngồi căng thẳng quá làm người ta căng theo. Một. Hai. Ba. Từ đầu chương trình tới giờ, tới giây phút cuối cùng thì bạn là người mà mẹ mình chọn. Nhưng mà trong con tim của mình á, mình chưa thấy được cái sự rung động thật sự. Mặc dù từ trước đến giờ chuyện gì mình cũng nghe lời mẹ hết. Con xin phép là con không thể nào ra về với bạn đó được. Bởi vì con không có sự rung động. Con không cảm nhận được. Mặc dù bạn đó rất là tốt, nhưng mà con nghĩ là trong tình yêu thì phải có sự hòa hợp. Và con cũng tin vào tiếng sét ái tình nữa. Có thể là trước đó con không tin, nhưng mà sau một thời gian tham gia chương trình ở đây và tiếp xúc với mọi người thì con có niềm tin lại và con nghĩ là con không thể ra về cùng bạn được. Và mình mong là sau chương trình này mình cũng có thể làm bạn bè với nhau. Tôi vừa nghe thông tin gì vậy ta? Nghĩa là trước mắt sự lựa chọn của mẹ em không phải là sự lựa chọn em mong muốn. Nhưng em lại có tiếng sét ái tình trong chương trình này. Nghĩa là em đang hướng đến một chàng trai khác. Dạ. Ôi trời ơi, dạ mà cũng hồi hộp đó. Thiệt luôn. Thật ra nha, đây là lựa chọn giữa mẹ con với nhau. Đây là quyết định của gia đình mình. Nếu em có cảm tình với chàng trai trong chương trình, cho Hiếu hỏi, nếu như là chàng trai đầu tiên thì giờ này chắc nấy ra bến xe miền Tây rồi. Còn nếu như là có cảm tình với chàng trai còn lại, đó chính là Gia Huy, thì anh ấy chưa đi xa đâu. Em có muốn thuyết phục mẹ mình để thay đổi quyết định hay không? Thật sự thì
mẹ ơi, mẹ có tin ở con không? Chàng trai mà mẹ chọn cho con đó, là tương lai của con nó sẽ được hoàn hảo hơn, được nâng đỡ nhiều hơn. Bởi vì theo kinh nghiệm của mẹ thì mẹ nhìn nhận con người ấy, thì mẹ thấy là chàng trai đó có một cái nghị lực, một cái ý chí, một sự kiên định và một cái người ta biết đi lên từ một cái bước ngoặt, có một cái chí tiến thủ, thì con sẽ sau này con có một cái chỗ dựa về tinh thần cũng như về tất cả mọi cái thứ trong tinh lĩnh vực tình cảm được an toàn hơn với những người mà con nghĩ rằng trước mắt người ta có những cái hào nhoáng hơn, bay bổng hơn. Mẹ sợ rằng con sẽ tổn thương vì khi xung quanh người ta sẽ có nhiều vệ tinh ấy, là con sợ là không lắm được cái tình cảm đó đến trọn vẹn. Cho nên cái chàng trai mẹ chọn cho con là mẹ nghĩ rằng là nó hợp với lại con hơn á. Thật ra như vậy nè Phương Dung, anh nghĩ rằng á, mẹ chưa biết cái lý do vì sao em chọn. Cho nên em chỉ cần nói cái lý do vì sao em chọn chàng trai mà em có tiếng sét ái tình, biết đâu mẹ sẽ suy nghĩ lại. Thật sự thì lời mẹ nói hoàn toàn đúng ạ. Nhưng mà em muốn nhìn lại một chút về quá khứ. Có thể là sự lựa chọn của mẹ rất là tốt, nhưng mà trong quá khứ con cũng đã từng chọn như thế. Nhưng mà hạnh phúc không có chọn con, nên là con nghĩ lần này con sẽ làm khác đi. Con sẽ lắng nghe con tim của mình hơn. Con vẫn tin vào những rung động và con vẫn tin vào những cái sự thấu hiểu, thấu cảm. Thì con nghĩ rằng bạn nam còn lại sẽ có thể hòa hợp với con hơn là bạn nam hiện tại. Có không nói như vậy không có nghĩa là bạn nam hiện tại không có tốt, nhưng mà tại thời điểm này thật sự chưa phù hợp. Anh nghĩ rằng em cần thêm đồng minh á. Em nghĩ là tại vì cái rung động á nó xuất phát từ con tim. Còn nếu mà chị không thích rồi thì chọn chị sau này chị cũng đâu có mà tiến tới với nhau được, cũng đâu có yêu nhau được đâu. Cái lựa chọn của mẹ là theo cái kinh nghiệm và cũng là cái con mắt nhìn người. Còn các con thì theo một cái cảm tính, cái sự kiểu bột phát, gọi là tính xét ái tình á. Đó, thì là cái thiện cảm của các con. Nhưng đây mẹ thì mẹ muốn nhìn về cái chiều sâu, về cái tương lai sau này nữa. Đó, cho nên là thấy con mà không đồng ý cái người bạn trai này thì đó là cái quyết định của con, về đấy là cuộc sống của con. Sau này mẹ cũng không quá ngăn cản, quá khắt khe. Đấy chỉ muốn hướng con một cái điều tốt đẹp thôi. Quan trọng là mẹ có quyết định thay đổi ý hay không? Mẹ không chọn. Chắc là phải cần thêm một cái đô gì đó nó mạnh hơn. Anh họ không phải đứng ngoài cuộc ạ. Dạ, con xin lỗi cô là con trong trường hợp này con cũng theo bé Dung. Vậy con là cái người mà được cái bé Dung nó kể hay là giới thiệu bạn của bé Dung rất là nhiều. Là bé Dung ai là bé Dung sẽ giới thiệu với con hết. Thì cái người mà cô chọn ngày hôm nay á, nó rất là gần với là cái người mà bạn vừa mới chia tay. Còn cái bạn mà bé Dung chọn á, thì đó là một cái thử thách mới cho bé Dung. Bé Dung sẽ tìm hiểu cái người này mới, có hoàn cảnh mới, cái cách bạn đó tiếp cận mới hơn, và cái con đường sự nghiệp của bạn nó có thể là sẽ phát triển hơn nữa. Thì con hướng cho bé Dung là góp ý cho bé Dung là sẽ chọn theo con tim của mình hơn nữa. Thật ra mà nói, thưa mẹ, cho Hiếu nói một lời, Hiếu không về phe nào cả. Nhưng mà rõ ràng á, mình sinh con ra, thứ mà cha mẹ mong muốn đều là con mình hạnh phúc, phải không ạ? Nhưng mà rõ ràng, cuộc đời và cuộc sống và hạnh phúc của các bạn thì các bạn phải chịu trách nhiệm. Cha mẹ định hướng, nếu như mà các bạn vẫn kiên quyết đi trên con đường mà mình cho rằng nó không tốt rồi mà các bạn quyết tâm đi, thì đây gọi là thách thức cho các bạn. Nếu đi sai thì tự chịu, đừng về khóc với mẹ. Em có dám cam kết điều đó không? Nếu em dám, em cam kết với mẹ đi, rồi em xin năn nỉ mẹ một lần nữa. Em không có dám cam kết là em sẽ không khóc. Con vẫn tin là mẹ là mẹ của con, mẹ sẽ hiểu cho con. Và chắc chắn rằng sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì người con chia sẻ đầu tiên vẫn là mẹ. Con hy vọng mẹ hiểu cho con. Tại vì con không muốn làm trái đi với con tim của mình. Lúc trước con đã yêu theo lý trí quá là nhiều rồi, nhưng mà con vẫn không nhận lại được gì hết. Nên là lần này con nghĩ rằng con sẽ hành động theo con tim. Thật ra nha, anh nói như vậy để em phải cam kết. Tại vì rõ ràng là khi mà em cam kết rồi á thì em chịu trách nhiệm. Hội đồng nhà gái mình có 4 người thôi, mà bây giờ là ba thì cũng chiếm hơi đa số. Thôi thì mẹ quyết định. Mẹ vẫn là người có vai trò lớn nhất trước khi em đưa quyết định cuối cùng. Bây giờ em đang mong muốn mẹ thay đổi quyết định. Mẹ có thay đổi quyết định hay không? Thật sự thì cũng rất buồn mà khó nghĩ. Nhưng mà dù sao thì
cuộc sống lâu dài mọi cái là đều tương lai là của con, hoặc cái người chịu trách nhiệm chính vẫn là con. Khi mà con đã lựa chọn thì con chịu trách nhiệm với cuộc đời của con, chứ mẹ cũng chỉ dám là mẹ chỉ là đóng góp ý kiến và tham gia với con những cái tốt đẹp thôi. Còn nếu mà con vẫn cứ giữ cái quyết định của con với cái tình yêu của con mà con lựa chọn á, thì mẹ cũng chiều theo ý con thì mẹ thay đổi, nhưng thay đổi quyết định. Như vậy thì rất tiếc Hoàng Phúc. Đây là quyết định hoàn toàn ngoài dự đoán, và Phương Dung đã thuyết phục mẹ thay đổi quyết định. Em cảm thấy như thế nào? Trước hết là con cảm ơn cô, gia đình đã chọn con. Cái thứ hai nữa là em sẽ tôn trọng theo quyết định của bạn nữ hơn. Bây giờ không có thể nào mà cha mẹ tự chọn cho con cái được. Có nhiều lúc là mình cũng phải hiểu là giống như là em với bạn thì gặp nhau giống như có duyên đi. Giống như mà có duyên gặp nhau nhưng mà không thể đến được với nhau thì vẫn làm bạn bình thường thôi, không sao. Mong là người bạn chọn có thể làm bạn cười nhiều hơn là khóc nha. Rất cảm ơn Hoàng Phúc đã đến đây với những quan điểm, với tư duy của em và với lời ăn tiếng nói từ tốn lịch thiệp của em đã mang lại ít nhiều những cảm xúc cho chương trình. Và hy vọng rằng em giữ vững cái lòng kiên định và sự cố gắng nỗ lực trong cuộc sống đó. Anh tin rằng với sự cố gắng nỗ lực trong cuộc sống đó thì khó khăn nào mình cũng vượt qua, để sớm thì muộn mình cũng đạt đến thành công. Dạ rồi, được không? Cảm ơn ạ. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để chào Hoàng Phúc. Thưa quý vị, một chiếc ghế xoay lại thì sẽ có một chiếc ghế xoay ra. Mà khi một chiếc ghế xoay lại, tiễn một người đi, một chiếc ghế xoay ra sẽ có một người mới. Và chúng ta hoàn toàn chờ đợi một cái kết thật tuyệt vời để khép lại ngày hôm nay. Các bạn có tin vào điều đó không? Mời mẹ hãy giang tay ra và đọc câu hiệu lệnh của chương trình. Cái tên gia đình mà mẹ cho phép kết đôi cùng với con gái nhà mình. Xin mời. Người mà chúng tôi quyết định cho con gái tôi hẹn hò là Tân. Với sự xuất hiện của chiếc ghế trống này đồng nghĩa là mẹ của nữ chính đưa ra quyết định không chọn ai cả. Tại sao mẹ đồng ý thay đổi quyết định rồi lại lựa chọn quyết định mà mình thay đổi là quyết định này, thưa mẹ? Tôi thay đổi ý định là về con gái, nhưng tôi vẫn giữ cái quyền của người mẹ và cái kinh nghiệm của người mẹ lựa chọn cho con mình những cái gì mà bảo đảm cho cuộc sống con mình và tương lai con mình tốt đẹp hơn. À. Và tôi vẫn khẳng định một điều là tôi là người mẹ, cho nên cái quyền quyết định là tôi. À. Dạ, cảm ơn mẹ Tân. Đây cũng là giá trị mà chương trình muốn mang lại. Thật ra vì sao phải đợi cho những người mẹ hay là những người bố đến với chương trình đưa ra quyết định lựa chọn đầu tiên, rồi sau đó con cái mới được đưa ra quyết định hoặc là thuyết phục để cho ba mẹ mình thay đổi. Nhưng rõ ràng bên cạnh quyền thay đổi lựa chọn lại chàng trai khác thì vẫn còn một quyền thay đổi nữa, đó là quyền không chọn chàng trai nào cả. Nhưng rất tiếc nó rơi vào trường hợp thứ hai. Sao? Tại vì rõ ràng khó ha. Tại vì khi em muốn á thì cả nhà luôn luôn đồng hành cùng em. Nhưng đồng ý là đồng ý chọn lại, chứ không có nghĩa rằng đồng ý sẽ đưa một cá nhân ai đó hay đưa một phiên bản nào đó mà mẹ cảm thấy không an tâm để mẹ trao gửi. Cho nên phải hiểu cái vai trò của người mẹ. Em có muốn nói gì với mẹ ngay lúc này? Dù sau chương trình này con không ra về cùng ai đi chăng nữa, thì con vẫn tin chắc rằng trên chặng đường sắp tới, chặng đường tìm hạnh phúc cũng như là thành công của con, sẽ luôn có bước chân của mẹ. Mẹ luôn ủng hộ con. Hơi tiếc phải không? Mẹ lựa chọn rồi, cho nên chiếc ghế này không có ai cả, vậy thì cũng dễ thôi. Vậy thì
bốn mình lên chào khán giả. Dạ, xin mời gia đình mình ạ. Đầu tiên là phải cảm ơn gia đình của mình. Cảm ơn gia đình của mình đã đồng tâm hiệp lực đến đây để mong muốn tìm kiếm tình yêu cho em Phương Dung. Nhưng mà rõ ràng là gia đình của mình cũng đã thể hiện hết sức rõ vai trò của gia đình. Sức mạnh của gia đình là như vậy. Sức mạnh của gia đình là bảo vệ lẫn nhau. Sức mạnh của gia đình là đưa ra những định hướng tốt cho nhau. Và sức mạnh của gia đình là luôn luôn bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, hy vọng rằng với những chia sẻ của mẹ cũng như của anh họ và của người bạn sẽ giúp cho Phương Dung đâu đó một lần nữa mình thấy được những sự quan tâm của các thành viên trong gia đình và cả những người bạn dành cho mình là như thế nào. Để từ đó, anh tin chắc rằng là mình có thể không có tình yêu nha, nhưng mình không thể không có người thân. Cho nên, hãy an tâm. Người thân luôn bên cạnh mình sẽ mở ra cho mình nhiều cảm xúc tươi mới, sự an tâm và cả niềm tin để mình có thể đến với tình yêu khi đúng lúc. Vì vậy thưa quý vị, rất mong quý vị cũng hiểu cho vai trò của những người làm cha làm mẹ chưa bao giờ là dễ dàng cả. Và chúng tôi hoàn toàn tôn vinh những người cha, những người mẹ rõ ràng quan điểm và bảo vệ con cái của mình đến cùng, cũng như mong muốn con mình tìm đến những điều tốt đẹp nhất. Đây cũng chính là cái kết ngày hôm nay. Mặc dù nữ chính của chúng ta Phương Dung không lựa chọn được chàng trai nào cả qua sự quyết định quyết liệt của mẹ, tuy nhiên bạn ấy chắc chắn có được cho mình một bài học, đó chính là bài học về tình cảm gia đình. Vì vậy, đây cũng chính là cái kết đẹp của chương trình. Hy vọng quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi, 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đây là chương trình Đại Chiến Tơ Hồng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện. Quý vị đừng quên khung giờ này tuần sau chúng ta lại gặp nhau. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Tôi là Phương Hiếu đến từ Đại Chiến Tơ Hồng. Xin chào và hẹn gặp lại. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.